mình chọn bò thế anh. Em đến có việc gì à? Em đến em muốn hỏi anh cho em xem có việc gì cho em xin em vào làm với. Nhìn chú có vẻ quen nhỉ, anh thấy quen quen đấy, nhưng anh gặp ở đâu rồi sao? Hôm trước tôi gọi livestream ở trên xe ô tô khu công nghiệp đấy anh. Anh nhớ rồi. Không phải, chắc anh nhầm rồi. Anh nhầm. Anh đón quen em. Em đến có việc gì? Em đến muốn hỏi anh là có việc thì tôi ăn xin nhầm ấy. Chọn anh trò thế. Bên anh mới tuyển đủ em ạ. Em thông cảm nhé. Sườn to này mà anh làm gì mà tuyển đủ. Ôi dồi ôi, 6-7 máy đi kia thì có. Bao nhiêu anh tuyển đủ rồi? Rộng thế anh. Anh xem có việc gì cho em làm với nhặt rác, nhặt giếc ở chỗ xưởng mình cũng được anh. Lương tháng em cũng không cần nhiều đâu, em chỉ cần đủ ăn thôi anh ạ. Anh biết thế nhưng mà bên anh đủ nhân viên rồi em ạ. Sao mày bảo tiền cuối thì ai? Không, em làm gì mà ấy thế anh xem không giúp đỡ em với anh, em đang hoạn nạn quá. Anh nhìn thấy chú này biết đâu hoạn nạn rồi. Thôi thông cảm bên anh đủ người cho em nhé. Không tạo điều kiện giúp em với đâu ạ anh. Uống nước đi em. Vâng. Em uống đi. Chưa ăn gì. Cáo hát tê to thế này mà em thấy ít người này mà. Cố gắng giúp em với. Cố gắng giúp em với anh. Thông cảm biết anh ngủ như biết rồi. Nha, em sang nhà bên cạnh xem. Em đi hỏi suốt rồi, 5-6 nhà rồi nhưng mà không được nhà nào cả, từ giờ đến tối chưa biết là ăn cái gì. Còn không có đồng nào ở trong túi đây. Anh cũng nước. Anh. Thôi thì em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn. Đây cầm thêm quả nước ăn em. Quả nước ăn anh. Anh đi đây. Đi nhá. Rồi. Vâng. Thế mấy ngày rồi không ăn là cái mì ngon thế? Em hai ngày nay rồi chưa ăn gì. Thế thì gay quá nhỉ, thế cứ đứng canh rồi đừng run nhá anh nhá. Vâng. Mẫu chuẩn để đẹp nhá. Làm tha hồ mà. Vâng. Đứng canh rồi trưa lại được ăn cơm với chị à? Vâng, ăn cơm với em chiều bắt đầu mới dọn dẹp.
đâu chứ chị cho em lên. Anh thử em cái này, anh bài trong chưa em? À. Ừ. Ơ chứ. Tên là đồ nữ mà chị. Thì mà em đang yêu cầu đồ nữ mà. À. Vâng. À, anh xong chưa? Đây được rồi. Anh ra đây em xem nào. Phải đi ra ngoài từ sáng này xem nào, em xem nào. Anh đi ra ngoài này xem nào, không xem trong đấy. Em không xem được tối, phải ra từ sáng thì em xem dành xem nào. Ra anh đứng vào đây xem nào. Như thế này thì có tôn vinh vẻ đẹp trai của em quá chị ạ. Em không biết đẹp không anh. Đấy, đứng đây cho đấy, đứng vào đây xem nào. Đứng đây xem nào, vâng. Dáng dấp là tạo đây xem nào có được không? Thì em mới tuyển. Gần được rồi đấy, xem tôi chuyển bài kiểu nữa xem nào. Rồi, rồi, rồi. Không diễn tốt hơn à? Anh sẽ làm sao khách nó vào nó mua được váy của em nhé. Sexy tí nhá. Sexy tí xem nào. Nhưng mà đến em phải cạo vào lông nhá. Được rồi đấy, mà thử ra một nữa xem nào. Để xem có được không để em ký hợp đồng để tuyển nhân viên. Mặc phụ nữa thì... Vài mặc vài bộ nữa. Rồi, 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 rồi. Từ từ, ăn làm gì, có 2 ngày chứ ăn làm gì mà đói ghê thế. Bạn chủ này đúng là tuyệt vời quá. Mầm ngũ quả chắc là to lắm. Đâu, anh vào đi em xem cái này thế nào. Đây à. Cái cá nhá. Nhiều nhiều mà anh nhìn xem canh để kiểu gì anh có làm sao khách vào mới được. Cái Covid đang thế này mà anh đứng thế là không bán được khách hàng đâu. Chuyển tư thế nhiều thế nào. Mơ màng xốp em làm là phải cạo vào lông chân nhá. Rồi. Để vậy là không được đâu. Được chưa chị? Được rồi đấy anh. Có chuyển nào là em làm đáng bài kiểu nữa thế nào. Chuyển thế nào. Ủa sốc quá. Nữ nhân em xem nào. Đây đúng nhỉ. Rồi. Chuyển nữa đi. Nữa đi. Có thể khó làm nó chuyển. Có thể cứ kiểu có thể bắt tay qua vai được không? Rồi. Đấy. Không. Còn kiểu đấy khách không đến. Máy xe công nhân à? Không. Không máy xe công nhân sao đây? Cái mặt anh nhìn quen thế. Hôm trước vợ, mấy ngày trước vợ bắt ngoại tình trên xe đây phải không? Đây mà. Đang kêu ối rồi ơi, đây thì em nhận thế nào được không? Ối rồi ơi, chắc vợ đuổi mấy ngày nay vẫn chưa về nhà phải không? Im thế. Thế thôi, không nhận. Em không nhận được đâu. Bây giờ anh đi vào đây chị xuống đi đánh lại em làm nào. Chúng tôi đi về đi. Mấy ngày rồi rồi, đi về ngay đi. Ở đâu để ra gọi, taxi là không? Thì không trả váy à? À chết 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 thì vào đây trả váy chứ chưa? Chứ từ từ thế nào? Em cũng không cả ai đâu mà. Từ từ đi về. Để đồ chúng ai cũng mất mà. Ra thử trả váy đi. Anh gọi điện mãi mà em chẳng nghe. Tôi còn phải làm việc, tôi bao việc kia kìa. Tôi đi làm chứ có phải tôi đi chơi đâu.
có chuyện gì. Vợ anh đã đuổi anh đi rồi. Bây giờ anh chỉ còn mỗi một mình em thôi. Anh yêu vợ anh nhất cơ mà. Lúc tôi níu kéo anh có chịu đâu. Tôi mời anh ăn mâm quả mà anh còn không chịu. Lúc bối rối thế thì ăn thế nào được mâm ngũ quả nữa. Ừ, lúc bối rối thế là anh có hiểu cảm giác của tôi lúc đấy như thế nào không? Nào thế bây giờ anh có chuyện gì đó là anh nói đi. Nói luôn mà ngay. Tôi bận lắm. Nhà bao việc kìa. Anh muốn... Anh bọc tay ra từ từ nói. Lỡ người công ty của tôi đi ra nhìn thấy thì làm sao? Anh nói luôn đi. Không ăn, tôi no rồi. Tôi nhìn cái mặt anh là tôi không ăn nổi rồi. Giờ tóm lại là anh muốn thế nào, anh nói đi. Em không còn yêu anh nữa à? Anh cứ nói tiếp đi, tôi sẽ lắng nghe anh nói. Em quên hết tình nghĩa của mình rồi ạ. Em quên hết những tình cảm mà anh dành cho em rồi ạ. Tôi vừa đi mổ thịt thừa rồi xong. Em bị thế nào mà mổ thịt thừa? Tôi đổi ruột thừa. Tôi thay lòng đổi dạ luôn rồi. Nên là tôi không còn yêu anh nữa, thế thôi. Chia tay đi. Có được. Thế thôi mà anh cũng không hiểu không cái gì. Không được em. Không được cái gì, anh thấy không, vợ anh nói đúng á. Trên răng dưới chẳng có cái gì cả. Tôi thấy bây giờ cái lời nói đấy linh ứng rồi đấy. Ai bảo em thế? Anh nhìn xem. Bây giờ anh còn không cho tôi cái gì luôn ấy. Này, con bốn phở nút. Anh bảo anh mua cho tôi mà bây giờ con vẫn phải dùng cái điện thoại của tôi. Có bà bốn phở hơi thì có, bốn phở nút cái nữa gì. Bây giờ tóm lại anh muốn thế nào? Tôi là tôi, giờ này là tôi rất thương cảm nhớ với anh rồi. Tôi không thể nào mà yêu thương nổi anh luôn ấy. Anh sẽ làm, anh cố gắng mua bún phở lút cho em. Không, tôi không cần anh làm gì hết. Giờ này là tôi không cần anh làm gì hết, anh hiểu không? Mà anh có hiểu cảm giác của tôi không? Đấy, lần trước vợ anh phát trực tiếp. Bây giờ tôi đi làm công ty người ta dòng ngó tôi cũng sắp phát điên lên, tôi sắp phải nghỉ việc đến nơi rồi. Anh cũng thế, anh đi xin việc chứ không xin việc ở chỗ nào được cả. Đấy là việc của anh, tôi không quan tâm. Và tôi không cần biết anh làm cái gì, anh hiểu không? Thôi được rồi. Cô hết yêu tôi rồi đúng không? Đúng. Cô giả những gì tôi đã mua cho cô đây. Này, tôi nói cho anh biết nhá. Anh mua cho tôi được cái gì hả mà anh bảo là tôi trả cho anh. Này, thời đại nào rồi mà anh vẫn còn nghĩ là bây giờ là chia tay đòi quà hả? Anh định làm policy phiên bản lỗi à? Hả? Không có đâu nhá. Cái chuyện đấy là không thể nào. Thôi đừng anh. Bỏ tay ra, tôi không muốn người xung quanh nhìn thấy đâu. Ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi cũng có gia đình riêng của tôi rồi. Anh về với vợ anh đi. Anh không còn về được nữa. Anh chỉ còn một mình em thôi. Chẳng có người vợ nào không yêu thương chồng của mình cả. Quan trọng là do anh. Thôi anh cứ về với vợ của anh đi. Tôi cũng có gia đình của tôi rồi. Tôi còn cuộc sống của tôi nữa. Nếu anh thực sự yêu thương tôi thì anh cứ buông tha cho tôi đi. Không. Anh không thể mất em được. Không. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Cuộc sống của tôi sẽ tự mình đi trên đường của tôi. Anh từ bây giờ làm việc của anh đi. Hiểu được. Hiểu thì buông tay ra. Hiểu. Đừng gọi thêm tôi nữa. Con mất dậy. Tao không thèm mâm ngũ quả của mày nữa.